Hello, meine Lieben. Xin chào các bạn yêu quý. Đây là video clip thứ 29 và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học về đại từ phản thân, reflexive pronomen và động từ phản thân, reflexive verben. Ngoài những động từ mà các bạn đã học như là essen, trinken, spielen, schlafen, schreiben, sitzen, stehen, thì trong tiếng Đức có một nhóm những động từ được gọi là động từ phản thân, bởi vì những động từ này cần có một đại từ phản thân đi kèm với nó, ví dụ như là sich beschweren, sich bedanken, sich entschuldigen, sich erinnern, vân vân. Thì các bạn thấy khi mà những động từ này nó không chỉ có là beschweren hay là bedanken mà nó còn có một cái chữ nữa đi đằng trước, đó là chữ sich. Sich này chính là phần đại từ phản thân mà khi vào câu thì các bạn sẽ phải biến đổi tùy theo chủ ngữ và tùy theo nó ở accusative hay là dative. Trong nhóm động từ phản thân thì các bạn lại có một cái nhóm gọi là động từ phản thân không bắt buộc, có nghĩa là một số động từ khi thì các bạn có thể dùng phản thân, khi thì các bạn có thể dùng với một accusative object bình thường. Ví dụ như động từ schminken là trang điểm. Nếu như mà mình nói là ich schminke mich thì có nghĩa là mình tự trang điểm cho mình, tôi tự trang điểm cho tôi, ich schminke mich. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói ich schminke mir das Gesicht. Ich schminke mir das Gesicht. Tức là tôi tự trang điểm khuôn mặt của mình. Thì các bạn thấy là động từ schminken ở đây các bạn đang được dùng là phản thân để thể hiện rằng các bạn tự làm việc đó cho bản thân mình. Tuy nhiên thì động từ schminken cũng có thể được dùng với một accusative object. Ví dụ như là ich schminke die Schauspielerin. Tôi trang điểm cho người nữ diễn viên. Ich schminke die Braut. Tôi trang điểm cho cô dâu. Khi đó die Schauspielerin hay là die Braut là accusative object thì động từ schminken ở đây không còn được dùng là phản thân nữa. Hoặc là động từ kaufen là động từ mua. Các bạn biết động từ mua từ rất lâu rồi đúng không nào? Các bạn hay nói là ich kaufe ein Buch, ich kaufe ein Kleid. Nhưng mà nếu như các bạn muốn nhấn mạnh rằng tôi tự mua cho mình thì các bạn có thể thêm mir, ich kaufe mir das Buch, ich kaufe mir das Kleid. Thì khi đó người nghe sẽ hiểu là bạn tự mua cuốn sách hoặc là bạn tự mua chiếc đầm đó cho mình. Hoặc là động từ anziehen, các bạn có thể dùng sich anziehen là tự mặc quần áo, hoặc là jemanden anziehen tức là bạn mặc đồ cho ai đó. Ví dụ ich ziehe mich an tức là tôi mặc đồ, và ich ziehe das Baby an tức là tôi mặc đồ cho em bé. Đối với nhóm động từ phản thân bắt buộc như là sich beschweren, sich bedanken, sich entschuldigen, sich erinnern, sich verspäten thì các bạn sẽ luôn luôn phải kèm với đại từ phản thân sich. Và đại từ phản thân sich thì các bạn có thể biến đổi ở dative hoặc là accusative. Phần lớn các động từ này sẽ có đại từ phản thân sich được biến đổi ở accusative nếu như trong câu không có một accusative object. Ví dụ như là sich beschweren thì đại từ sich sẽ được biến đổi ở accusative, và đại từ phản thân biến đổi ở accusative sẽ có bảng như là trên hình các bạn đang thấy. Đối với chủ ngữ là ich thì đại từ phản thân ở accusative sẽ là mich, cũng rất là giống với đại từ nhân xưng ở accusative. Tức là trong cái bảng mich, dich, in, sie mà là đại từ nhân xưng ở accusative thì cái bảng sich này chúng ta có ich sẽ có đại từ phản thân là mich ở accusative, du, dich, er, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sich. Thì các bạn thấy là chỉ có ở er, sie, es và sie là chúng ta có sich, còn lại thì nó sẽ giống như là bảng đại từ nhân xưng ở accusative. Ví dụ như tôi phàn nàn về công việc của tôi chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là gì? Chúng ta biết động từ phàn nàn là sich beschweren. Thì bây giờ cái câu của chúng ta sẽ là ich beschwere mich. Ich beschwere mich về công việc của tôi thì động từ sich beschweren cần có một cái giới từ là über trước khi đến với tân ngữ của nó. Chúng ta sẽ phải nói là gì?
Ich beschwere mich über meine Arbeit. Hoặc là cô ấy phàn nàn về bạn trai của mình. Sie beschwert sich über ihren Freund. Hoặc là khi các bạn muốn nói tôi cảm ơn ai về món quà thì chúng ta có cái cấu trúc là gì? Sich bedanken bei jemandem für etwas. Các bạn nhớ nhé, bei jemandem tức là cảm ơn ai thì các bạn lại phải có giới từ bei đứng trước, và vì cái điều gì thì các bạn sẽ phải có für đứng trước, accusative object. Ich bedanke mich bei meiner Freundin für ihre Hilfe. Ich bedanke mich bei meiner Freundin für ihre Hilfe. Tôi cảm ơn bạn gái của mình về sự giúp đỡ của cô ấy. Khi mà học những đại từ phản thân này thì các bạn nên chú ý học luôn những cái preposition đi kèm. Ví dụ như là sich beschweren thì các bạn sẽ học luôn là über etwas hoặc là jemanden. Than phiền về ai hoặc cái gì. Sich bedanken bei jemandem für etwas. Cảm ơn ai về điều gì. Sich erinnern an jemanden oder etwas. Nhớ về ai hoặc cái gì. Các bạn nên học luôn như vậy thì sau này các bạn sẽ viết cái cấu trúc câu đúng. Còn nếu như các bạn chỉ học là sich beschweren không mà các bạn không học über thì các bạn sẽ không biết được cái giới từ của nó là gì, và khi nào các bạn viết câu sẽ bị sai. Vậy lời khuyên của mình là các bạn học là các học học luôn tất cả các cái preposition liên quan đến cái động từ đó. Vị trí của đại từ phản thân là đứng gần nhất có thể với động từ và chủ ngữ. Trong trường hợp một câu bình thường mà các bạn không đảo chủ ngữ ra phía sau thì đại từ phản thân sich sẽ đứng cạnh với động từ. Ví dụ như là meine Freundin beschwert sich immer über ihren Freund. Còn nếu như các bạn đảo mà các bạn cho chủ ngữ xuống phía sau thì sich sẽ tùy từng trường hợp nhưng mà đứng gần nhất với chủ ngữ hoặc là động từ. Immer beschwert sich meine Freundin über ihren Freund. Trong trường hợp này, meine Freundin là một danh từ cho nên nó sẽ đứng sau cả sich nữa, tức là sich sẽ đứng cạnh với verb beschweren. Nhưng mà nếu như các bạn có một cái đại từ nhân xưng là sie thì sie sẽ đứng sau, sẽ đứng trước sich. Immer beschwert sie sich über ihren Freund. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại cái hai cái ví dụ này để các bạn phân biệt nhé. Immer beschwert sich meine Freundin über ihren Freund. Và immer beschwert sie sich über ihren Freund. Đây là cái điểm mà các bạn cần chú ý một chút khi các bạn viết câu. Còn trong câu phụ thì các bạn biết là động từ sẽ phải xuống cuối câu, cho nên là cái đại từ phản thân sich nó sẽ đứng cạnh chủ ngữ. Ví dụ cùng với cái câu trên nhưng mà bây giờ mình sẽ biến nó thành câu phụ. Es ist mir sehr lästig, dass meine Freundin sich immer über ihren Freund beschwert. Es ist mir sehr lästig, dass meine Freundin sich immer über ihren Freund beschwert. Tôi rất là căng thẳng và tôi cảm thấy mệt mỏi vì cái cô bạn gái của mình lúc nào cũng than phiền về bạn trai của cô ấy. Những cái ví dụ mà mình lấy ở trên thì các bạn thấy là đại từ phản thân và động từ phản thân đi kèm với một giới từ, và giới từ này sẽ đứng trước cái object của câu. Nhưng mà một số cái trường hợp trong câu sẽ là không có cái giới từ như thế, và cái accusative object là trực tiếp, là một cái object trực tiếp. Cho nên khi đó thì các bạn nhớ là cái reflexive pronomen, tức là cái đại từ phản thân, nó sẽ phải ở đa tiếp. Ví dụ như là Ich kaufe mir das Buch. Thì các bạn thấy trong câu này có das Buch là một cái accusative object trực tiếp, cho nên là đại từ phản thân các bạn phải để thành mir. Hoặc là động từ sich leisten. Sich leisten là tôi có thể đủ khả năng chi trả mua được cái gì đó. Thì ví dụ như các bạn nói là tôi không thể nào mà mua được một ngôi nhà, tức là tôi không có đủ tiền, thì khi đó các bạn sẽ nói là gì? Ich kann mir ein Haus nicht leisten. Ich kann mir ein Haus nicht leisten. Thì trong cái câu này các bạn thấy là ein Haus là một cái accusative object trực tiếp, nó không có một cái giới từ nào đứng trước hết. Cho nên khi đó thì cái đại từ nhân xưng sich các bạn sẽ phải chuyển thành dative. Và sich ở dative thì các bạn sẽ biến đổi như sau. Đối với ngôi ich thì đại từ phản thân là
mir, du, dir, er, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sie, sich. Như vậy, ich kann mir kein Haus leisten. Hoặc là ich kann mir das Haus nicht leisten. Tôi không đủ tiền để mua căn nhà đó. Như vậy thì bây giờ các bạn đã biết là trong tiếng Đức có một hiện từ ngữ pháp như vậy. Nên khi mà học, các bạn quan sát cái câu của mình, nếu như các bạn thấy có mich hoặc là mir đứng sau động từ thì các bạn phải hiểu ngay rằng đó là đại từ phản thân các bạn nhé. Và khi mà học thì các bạn tra từ điển, các bạn cũng sẽ thấy trong từ điển họ ghi rất là rõ ràng những cái động từ này, họ sẽ có chữ sich ở phía trước. Đặc biệt là nếu như các bạn sử dụng từ điển Đức Đức như là Langenscheidt hoặc là Duden thì các bạn sẽ có được những cái đại từ phản thân này, họ ghi sẵn trong từ điển. Khi đó thì các bạn phải chú ý nhớ. Và những cái từ điển dành cho người nước ngoài học tiếng Đức như là Langenscheidt thì họ lại có luôn cả cái phần giới từ, tức là cấu trúc của nó nữa, nên là rất là dễ học. Nên các bạn phải chú ý, các bạn nhớ đúng cấu trúc thì các bạn sẽ không bao giờ viết sai câu cả. Hy vọng là qua video này thì các bạn đã hiểu về reflexive pronomen cũng như là reflexive verben trong tiếng Đức và sẽ không còn cảm thấy nó lạ lắm nữa tại sao lại có mich hay là mir hay là sich đứng sau động từ. Chúc các bạn học tiếng Đức thật tốt nhé. Viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao ciao.